Em Tân chào cô chú anh chị em mình ha, chúc cô chú anh chị em mình một buổi chiều chủ nhật thật là vui vẻ ha. Giới thiệu cô chú anh chị em vài con xe vừa cập nhật bên em ha. Trước mắt cô chú anh chị em là một con GX 110 ha, hãng Honda ha, xe zin không chưa sửa chữa gì hết nha. Một con tay ga lia đời hãng Honda luôn em ơi, mấy con này giấy tờ đầy đủ ha. Và còn một con xe đạp điện chế anh em ơi, xe này của anh thợ hàng anh chế ha, ảnh là thợ hàng kim điện tử nha, trên này chế là bao xe bao đẹp, bao ngon, bao cứng anh em luôn ha. Đây, bánh trước là anh chơi là phụ Honda trắng bao của Honda ha, cái khúc sườn Honda anh chế luôn ha. Hợp bình thì chơi bằng sắt dày cứng ngắc luôn ha. Sườn sau thì chơi phục giống một cây giống như quạt sinh tơ anh em, gấp quẹt luôn ha. Bánh là động cơ lớn luôn ha. Xe này là người lớn chạy là bao im ha. Người lớn nít thì chạy được ngon lành nha em, cứng nha. Chở hai chở ba vô tư nha anh em ha. Anh em nào đi gần đi xa cũng được luôn ha. Khỏi cần tốn xăng ha, xài chỉ cần sạc điện là chạy, tiết kiệm xăng cho anh em luôn ha. Rồi con này tích hợp đèn nhanh cứu luôn em ơi. Đèn nhanh này bao sáng luôn ha. Qua đường là bật cái thấy liền ha, bao an toàn ha, càng là bao vừa đủ nghe luôn ha, bắp là cái mình ngồi xe mình chạy là bắp vừa đủ nghe luôn nha anh em, là không lớn lắm yên tâm anh em, mà bắp càng là không ai buồn phiền anh em chứ á, chỉ là người ta nghe được thì người ta né, không nghe được thì sắp tới gần ta cũng nghe anh em ấy ha. Rồi con này 3 triệu anh em ơi, 3 triệu ha. Xe này bao anh em chở là 2-3 người vô tư nha. Đèn sau có đèn sau luôn nha, đèn đít có luôn nha, mà nhanh cháy không nha. Nhanh đít không cháy nhưng mà có được cái đèn đít thôi kệ. Rồi ba ga giữa anh em ơi, bao chở đồ luôn ha. Cái này anh em chở một người hai người được chỗ ngồi với anh em nha. Mình đi mình thì nó lẹ chút, chở một hai người thì tốc độ giảm xíu thôi chứ không sao anh em ha, chở ngon vô tư chạy bình thường ha. Rồi ông anh em đang coi luôn nha, đang dòm nha, chạy xíu rồi mua luôn, không mua dẫn đi nhậu luôn. Khách đến mua xe bên em, ví dụ coi tham khảo được thì tham khảo, mình cứ coi chơi không được mình cà phê ha. Còn anh em nào mà nhậu được thì chiều mình làm lấy lương xương luôn ha. Em phải nhậu lắm em, nhưng mà nhậu ít nha, không có nhậu nhiều ha. Tại em uống yếu anh em ơi, nhưng mà được cái phái nhậu. Anh em nào đấy buổi chiều được rảnh rỗi thì anh em mình làm lương xương vài chai luôn ha. Rồi thôi không nói vòng vòng ha, giới thiệu cô chú anh em con GX 110. Con này bao zin nha anh em ha, chân đầu đẹp nha, chưa có dàn chân còn bao đẹp cho anh em, bao zin luôn ha. Nhưng mà xe này đi ít nha anh em, mua ngay chủ nha. Xe này là km là 21.000, bao không tua nha anh em. Xe này em mua ngay chủ nha. Nhưng mà chủ thì ở xa ha. Có cầu quẹt chủ, có giấy photo chứng minh căn cước chủ luôn ha. Giấy thì ngay chủ có căn cước luôn ha. Nhưng mà xa quá thì em không có bao sang tên anh em ha. Bán cho anh em là 7.800.000 ha. 7.800.000. 7.800.000 có bớt cho anh em luôn ha. 7.800. Xe GX Nhật 110 anh em ơi, xe còn đẹp dữ lắm nha anh em. Xe chạy mới 21.000 nha, không tua ha. Đồng hồ đúng luôn, không tua nha anh em. Đây quy chi tiết cho anh em ha, xe còn đẹp nha. Xe này là chưa sửa chữa, chưa thay bất cứ cái gì nha anh em. Đây. Có cái vỏ trước thì không biết lý do tại sao thì thay nha anh em. Cái đó thì có sao nói vậy nha, còn những cái khác thì chưa thay nha anh em. Đồng hồ còn xe này chạy đẹp nha anh em, đúng 21.000 luôn ha. Ba ga đồ áo sống liền lạc nha anh em. Đây. Xe còn rất là liền lạc nha. Anh em chơi được liên hệ số điện thoại em ha. 0346854213 ha. Em Tân Long Thới Clutch Bến Tre ha. Rồi, con này bán 7.800.000 một con Honda GX Nhật anh em ha. Bao cho anh em là còn zin hết nha, máy móc là không đụng chạm nha, và ngoài chưa có gì thì khỏi nói tới máy móc nha anh em, chạy mới có 21.000 ha, của chủ này mất đi ha. Rồi tiếp là một con Lia anh em ơi, hãng Honda, tay ga xe máy cực kỳ im nha anh em. Con này cũng giấy tờ đủ, bao danh chấp cho anh em, toàn nói thôi Việt Nam ha. Đây anh em quan tâm thì liên hệ em ha. Con này chạy nhiều nha anh em, máy cực im nha, 80 mấy ngàn anh em ơi, như được cái máy im nha anh em. Dòng này máy cực im, để em một mình bóp. Con này máy cực im anh em ơi, đó em đề đó, một mình anh em vừa quay vừa ấy cho nó hơi khó, anh em thông cảm nha. Máy đang nổ nha anh em, cực im luôn nè. Anh em thấy biển số gùng gùng thôi chứ không nghe, biết có nghe không hay chứ ngoài em cái bên còn không nghe nha. Đó. Đây, để có ông anh này hỗ trợ giùm luôn. Nó sáng ơi, mở đèn em nha sáng, bấm vào mở đèn cái xe này em nha. Đó, có ông anh lại hỗ trợ. Rồi. Mở đèn luôn. Bên kia. Rồi, quá pha cốt luôn anh, đèn quá sáng. Rồi. Đèn nhanh luôn. Kèn luôn. Rồi, qua nổ máy con đây luôn anh, cho nổ máy đi lại đi, cho nổ máy này luôn.
Để luôn, để luôn, để luôn. Rồi. Máy kìm anh em ơi. Máy im bình đề rồi, đủ rồi, nấu máy luôn. Mở đèn luôn. Rồi. Đèn luôn, rồi. Đầy đủ chức năng anh em ơi. Rồi, có cái em báo luôn là cái xe này nó bị xì có vô xíu anh em ha, chiếc GTX nè. Cái này anh em mua thì em thay lại, tại mới lấy về không kịp thay anh em, mời em cũng thay lại ha, anh em nào chơi được thì chơi ha. Rồi. Chứ còn con xe tải hiệu Trang Gang nè anh em. Con này đăng ký 2017 anh em ơi. Con này 700 kg nha anh em. Khỏi, con này khỏi. Trang Gang đời 2017 700 kg, xe ngay chủ luôn anh em ơi. Chủ mong muốn bán được 70 triệu nha. Anh em nào quan tâm 4 cái vỏ mới thay nha anh em. 4 cái vỏ này mới thay luôn nha. Xe thì chạy đồng xương chắc, xe chạy im mạnh bốc nha anh em, đi đường xa tốt nha. Xe này là ngay chủ ha. 70 triệu nha anh em. Anh em chơi được thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha, 0346854213 ha. Đây. 4 cái vỏ này là chủ mới thay anh em, thùng bệ là còn chắc chắn sạch sẽ, máy móc mạnh im nha anh em. Gầm bệ là lịch sử ha. Này, vàng máy móc thùng cabin đều còn sạch sẽ, không xét bất cứ gì nha anh em. Xe hoạt động tốt ha. Xe nghiêm chỉnh lịch sử luôn nha. Xe hoạt động tốt hết nha anh em. Đầu dòng này có máy lạnh nha anh em. Rồi, anh em quan tâm thì liên hệ em ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em gần xa rất nhiều ha. Em cũng còn nhiều xe cỏ lắm nha anh em. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ em ha. Xe cỏ và tivi giá rẻ em còn nhiều lắm ha. Logo 4 cũng còn mấy con, quay rim mà chỗ độ cũng còn nhiều nha anh em ha. Rồi, này là cửa hàng của em ha. Em giờ chuẩn bị đóng cửa đẩy xe vô hết anh em ơi. Đẩy xe đó vô đi con, đẩy xe bị ở ngoài đi con, vô đi. Kìa, xe đậu ngoài lộ kìa, hai chiếc đẩy vô đi con. Đây. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em mình theo dõi rất nhiều ha. Cô chú thưa, cô chú mình yêu mến em á. Mình cho em xin một cái đăng ký kênh ha. Cũng như để em cập nhật mấy cái xe TV giá rẻ rồi bên em cho cô chú anh chị em mình tham khảo mỗi ngày ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều.